Xin chào anh chị em và các bạn. Chào mừng anh chị em và các bạn quay lại với chương trình Thắng ơi. Thưa với anh chị em và các bạn, chủ đề của ngày hôm nay, chúng ta sẽ dành ra thời gian để trao đổi và chia sẻ với quý anh chị em và các bạn một cái chủ đề rất là nóng, đó chính là kênh đầu tư nào sẽ là kênh được nhắc đến nhiều nhất trong năm 2019 và có thể coi là kênh đầu tư hot nhất trong năm 2019. Trước khi đi vào cái chủ đề của Uh, kênh đầu tư nào thì thưa với anh chị em và các bạn uh, Chuẩn bị kết thúc 2 tháng đầu năm 2019 Chúng tôi xin được dành cho ít phút để điểm lại uh, Tình hình uh, các cái kênh đầu tư trên toàn thế giới Cũng như là những kênh đầu tư mà quý anh chị em và các bạn Đang và đã quan tâm trong thời gian vừa qua Thưa với anh chị em và các bạn Một điều thật sự đáng mừng và phải chúc mừng Cho tất cả những cư dân đầu tư trên toàn thế giới Đó chính là 2 tháng đầu năm 2019, tất cả các kênh đầu tư à, từ vàng, chứng khoán, à, bitcoin và bất động sản đều có thể là đã và đang được mừng tuổi cho đầu năm. Vâng, để làm rõ câu chuyện tại sao chúng tôi lại nói rằng là phần lớn các kênh đều được mừng tuổi và nguyên nhân từ đâu thì thưa với anh chị em và các bạn, chứng khoán Mỹ đã hồi phục 18,3% Kể từ ngày 25 tháng 12 năm 2018 tới nay Từ cái mức là thấp nhất trước đó là cái tháng cuối cùng của năm 2018 dương lịch Thì chứng khoán Mỹ đã giảm Và mức xác lập thấp nhất của chứng khoán Mỹ trên chỉ số công nghiệp Dow Jones là 21.877 điểm Và thời điểm hiện tại là đang giao dịch ở cái vùng giá là 25.892 Với mức tăng chính xác là 18 trăm Thưa anh chị em và các bạn và có thể sẽ cán mốc 26.000 điểm trong thời gian sắp tới. Đây là một trong những cái kênh, một trong những khu vực mà một trong cái địa điểm mà hút tiền nhất trên toàn cầu với mức tăng cao nhất là 18,3%. À, ở chỉ số chứng khoán S&P 500, một trong những cái chỉ số bớt đi cái việc mà Dow Jones à, có một số cái doanh nghiệp to bự thì nó làm méo mó thị trường thì chúng ta nhìn thấy S&P 500 cũng tăng ở 18,2% kể từ ngày 24 tháng 12 năm 2018 tới nay tức là đâu đó khoảng uh, gần uh, gần 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 tròn là uh, 2 tháng và từ mốc thấp nhất của S&P 500 là 2.355 điểm về mốc 2.783 điểm và có thể sẽ đạt mốc 2008 trong những ngày sắp tới. Và thưa anh chị em và các bạn thì nhiều, câu, nhiều anh chị em và các bạn sẽ hỏi là Ồ chứng khoán Mỹ thì ảnh hưởng qué gì đến chứng khoán Việt Nam, ảnh hưởng gì đến chứng khoán của khu vực châu Á Vâng để cho anh chị em và các bạn bớt thắc mắc thì chứng khoán Trung Quốc cũng có một đợt hồi phục uh, tốt nhất kể từ đầu năm 2018 Với cái mức phục hồi là 12,3% uh, kể từ ngày 25 tháng uh, 12 năm 2018 tới nay từ cái mốc điểm của cái ngày đó là 2450 và hiện tại thì sang uh, Shanghai của Trung Quốc lên tới mức 2760, uh, 2720, mức phục hồi là 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 khá rõ nét ở mức 12,3%. Hồng Kông thì sao? Hồng Kông thì phục hồi nhiều hơn Trung Quốc, nhiều hơn Shanghai, Thượng Hải Một chút ở mức 14,32% từ mức 25.037 điểm xác lập vào cuối năm 2018 Và Hiện tại thì đang giao dịch ở mốc 28.621 điểm và khả năng thì có thể cán mốc 29.000 điểm trong những ngày tới. Thị trường chứng khoán Nhật Bản thì sao anh chị em và các bạn? Nhật Bản thì có cái mức phục hồi gần tương đương với thị trường Shanghai của Trung Quốc ở mức 12% sau 35 phiên phục hồi kể từ cuối năm 2018 dương lịch. Từ cái mốc là 18.985 điểm trên chỉ số chứng khoán Nikkei Lên mốc 21.361 điểm Và hiện tại thì có thể sẽ cán mốc 22.000 điểm trong một vài ngày tới Ok Một cái thị trường mà đang được coi là bầy nhầy nhất trên thế giới Tức là Anh đang có cái câu chuyện đàm phán để thoát khỏi uh, Liên minh châu Âu Đang gọi là Brexit Thì uh, Anh như thế nào? Thị trường chứng khoán Anh trên cái chỉ số F, uh, FT FT SE100 là tăng được 10,5% kể từ mốc 6.564 điểm lên 7.251 điểm Vâng, những cái thị trường trên thế giới chúng ta đã điểm qua và thấy rằng là gần như tất cả các thị trường đều tăng điểm Chứng khoán của Đông Nam Á như thế nào? Vâng thưa anh chị em và các bạn, Singapore chỉ số ST thì tăng được có 8,9% thôi anh chị em và các bạn Và chỉ số Thái Lan thì tăng được có 7,2% trên S -S -S -E SET của Thái Lan tăng từ mốc 1.550 lên 1662 662 còn ST, uh, tức là chỉ số chứng khoán của Singapore thì tăng 8,9% từ mốc 3.000 lên 3.272 và thưa với anh chị em và các bạn thì ít người nói với anh chị em và các bạn là chỉ số chứng khoán của đơn vị nào của quốc gia nào ảnh hưởng đến Việt Nam nhiều nhất nhiều trong những giai đoạn gần đây thì thưa với anh chị em và các bạn phải kể đến đó chính là chứng khoán của Thái Lan và Singapore Thái Lan và Singapore là hai trong số những quốc gia đầu tư rất nhiều vào chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn vừa qua, anh chị không khó để nhận ra những cái thương vụ đầu tư của người Thái vào uh, Sabico, vào Vinamilk, vào các công ty uh, tiêu dùng của Việt Nam. Còn Singapore thì sao? Vâng, Singapore, quỹ chứng khoán lớn nhất của Singapore, tức là quỹ uh, quỹ đầu tư chứng khoán của chính phủ Singapore, SG đã đầu tư rất nhiều vào Việt Nam, gồm Vinamilk, gồm gì nữa? Gồm di cơ điện lạnh, gồm gì nữa? Hòa Phát rất rất nhiều các cái công ty nào FPT rồi ô tô Trường Hải. Đó, anh chị và các bạn sẽ thấy rằng là trong thời gian sắp tới thì hai cái chỉ số Thái Lan và Singapore sẽ phải được lưu tâm nhiều hơn và rõ ràng trong đầu năm, à, những ngày đầu năm 2019 thì hai chỉ số này đang được cho là tăng thấp nhất trên toàn thế giới. Với mức tăng chỉ có 7,2 7,2% của Thái Lan, SET tức là set của Thái Lan và 8,9% của STI của Singapore thì chúng ta thấy là Việt Nam của chúng ta thì sao? Thưa anh chị em và các bạn, những ngày đầu năm chúng ta cũng được hòa gọi là hòa chung với khí thế hồ hởi phấn khởi của toàn thế giới thì chúng ta cũng tăng 10,5 11,25% kể từ cuối năm 2018, tức là khoảng từ mùng 1 tháng 1 năm 2019 tới nay. Và mức tăng của chúng ta là từ mốc 870, hiện tại là đang giao dịch ở vùng 972 trong ngày 20 tháng 2. Và chúng ta thấy được rằng là chứng khoán của Việt Nam và chứng khoán của Trung Quốc, uh, Sang Hai của Trung Quốc thì có sự tương đồng uh, khá là lớn. Sang Hai của Trung Quốc thì cũng tăng được khoảng đâu đó 12,3%. Chúng ta thấp hơn so với Trung Quốc. Và từ đây chúng ta đưa ra được một điều gì? Và thưa với anh chị em và các bạn thì chúng ta và mãi thì chúng ta phải nuốt thôi. Thưa với anh chị em và các bạn ở đây chứng khoán Việt Nam được cho rằng là nền kinh tế Việt Nam tốt rồi uh, tăng trưởng và rất 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 nhiều vấn đề. Tôi thưa với anh chị em và các bạn, cả thế giới cùng tăng, không riêng gì Việt Nam. Và đây là nguyên nhân từ đâu mà cả thế giới cùng tăng như thế này? Lý do là các ngân hàng trung ương của các chính phủ đều đang có cái câu chuyện là khả năng nới lỏng tiền tệ. Điều thứ hai, lý do quan trọng nhất đó là có những cái dấu hiệu cho thấy là cục dự trữ liên bang Mỹ phép là cũng là một trong những ngân hàng trung ương lớn nhất trên thế giới đang có dấu hiệu của câu chuyện ngừng tăng lãi suất và điều đáng quan trọng hơn mà chúng ta cần phải quan tâm đó là đàm phán thương mại Mỹ Trung đang đến những cái giai đoạn cuối của cái hạn chót mùng 1 tháng 3 và đang có những cái tín hiệu đáng mừng do đó chứng khoán trên toàn cầu cùng tăng không riêng nhà ai cả Tăng nhiều nhất phải là chứng khoán Mỹ 18,3% Lấy lại những gì đã mất trong những cái gì mà mất trước đó của trước năm 2000, đầu năm 2019 Và tháng 11, tháng 12 năm 2018 là chứng khoán Mỹ giảm rất sâu Và gần như đã lấy lại 18,3% Đây là mức cao trong một cái báo cáo của ông Hanniden chúng tôi đã từng nói với chị em và các bạn về câu chuyện dự báo là thị trường chứng khoán Mỹ nếu như Fed mà hỗ trợ lãi suất, nếu như Fed mà nới lỏng tiền tệ, không tăng lãi suất nữa thì chứng khoán Mỹ sẽ tăng và điều đó là thành hiện thực trong 2 tháng đầu năm năm 2019, gần 20% rồi anh chị em và các bạn. Nếu cán mốc 26.000 điểm của Dow Jones và 2.800 điểm của S&P 500, chứng khoán Mỹ chính thức hồi phục 20% trong vòng 2 tháng đầu năm 2019. Đó anh chị và các bạn, chúng tôi vừa điểm qua toàn bộ nền gọi là kinh tế toàn cầu qua góc nhìn thị trường chứng khoán còn anh chị và các bạn sẽ hỏi rằng các kênh khác thì sao? vâng vàng từ đầu năm 2018 kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2018 vàng cũng tăng được 11% kể từ mốc 1.214 đô la Mỹ một ounce lên mốc 1.347 và cán 1.350 trong uh, trong 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 phiên giao dịch ngày hôm qua và xác lập với cái mức tăng 11,11% 11 bằng với mức tăng của chứng khoán đầu năm và cũng bằng với mức tăng của thị trường chứng khoán Trung Quốc, một trong những thị trường chứng khoán mà đang có những cái nhiều cái ảnh hưởng lên cái nền kinh tế toàn cầu và cũng ở mức tăng là 12,3%. Một điều nữa chúng ta cũng cần lưu tâm đó là một thị trường khác mà chúng ta dễ có thể nhận biết được thị trường đất thì có thể chúng ta sẽ khó nhận biết hơn vì việc đánh giá cái mức tăng điểm à mức tăng của đất trong à, các cái gọi là số liệu thống kê thì nó không nhiều do đó thì chúng ta tạm gác thị trường đất sang một bên bất động sản sang một bên chúng ta sẽ điểm qua một thị trường khác mà ở việt nam thì đang gọi là cấm nhưng trên thế giới thì vẫn vẫn được gọi là 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 là, là, là cho phép đó chính là tiền gọi là tiền số tiền số thì btc đã có mức tăng tương đồng với lại chỉ số chứng khoán mỹ với mức tăng 17 điểm 17%, sorry anh chị em các bạn. 17%, chỉ trong vòng có 12 ngày, 12 ngày kể từ ngày mùng 8 tháng 2. Ngày hôm nay là 20 tháng 2. Mức tăng của BTC tức là đồng Bitcoin là 3396 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Và ngày hôm nay thì Bitcoin đã cán mốc 4204. Đúng không anh chị em và các bạn. 4200 À sorry anh chị em và các bạn, đã cán mốc 3000 960, 3960 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Rồi. Như vậy là chúng ta đã điểm qua à, toàn bộ các cái kênh đầu tư trên toàn thế giới. Thực sự với cái mức tăng là của Bitcoin và vàng ở mức tăng là 10 tương đương là Bitcoin là 17% và vàng là 11% với cái tỷ lệ đòn bẩy cực lớn bên thị trường Forex thì với những người trading là trong cái lĩnh vực này thì thực sự đã có một cái đợt gọi là tăng điểm kinh khủng bởi vì mức uh, margin bên thị trường uh, FX là lên tới khoảng 97%, à tức là 3 đồng thì được vay 97 đồng. Đây là một trong những tỷ lệ đòn bẩy margin kinh khủng luôn trên thị trường uh, Forex thì chúng tôi sẽ không bàn thêm vấn đề này bởi vì cái này là liên quan đến trading. Còn một điều chúng tôi muốn nói tới với anh chị em và các bạn là không phải chứng khoán Việt Nam tăng nhiều và cũng không phải là chứng khoán Việt Nam là bảo là tốt này kia thắc đó đâu. Và đây là cái gọi là thuyền lên nước lên, tăng toàn cầu luôn và chúng ta uh, sẽ đến với một cái chuyên mục cực kỳ quan trọng trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Đó chính là thị trường nào, kênh nào sẽ được nói tới nhiều nhất trong thời gian sắp tới theo những cái hiểu biết chuyên môn cá nhân của Thắng ơi. Xin được chia sẻ với quý anh chị em và các bạn. Nhiều khả năng thì kênh tăng nhiều nhất trong giai đoạn sắp tới ổn định và bền vững nhất trong giai đoạn sắp tới theo cá nhân chúng tôi và đây không phải là cái gọi là cái khuyến nghị đầu tư mà đây là cảm nhận cá nhân của chúng tôi chúng tôi không chịu trách nhiệm trên cái câu chuyện đầu tư của quý anh chị em và các bạn vui lòng tham khảo thêm các nhà phân tích khác chúng tôi cho rằng vàng và tiền ảo sẽ là một trong hai kênh hai trong số những nhiều kênh đầu tư mà sẽ tăng và được nói tới nhiều nhất trong thời gian sắp tới lý do tại sao bởi vì hai kênh này là hai kênh trong suốt thời gian trong suốt thời gian dài dài rất là dài dài thực sự là rất dài trong giai đoạn vừa qua thì gần như là không tăng hoặc là chưa tăng đặc biệt là vàng thì suốt từ năm 2012 tức là 6 năm vừa qua thì đã có một cái chu trình giảm điểm rất là mạnh từ mức 1.900 đô la Mỹ một ounce giảm về mức thấp nhất là 1.000 đô la Mỹ một ounce và hiện tại đang giao dịch ở cái vùng cân bằng động của vàng là 1.350 đô la Mỹ một ounce còn bitcoin thì sao Bitcoin thì có một cái chu trình giảm điểm kể từ mốc đỉnh cao 19.720 đô la Mỹ trên một BTC một Bitcoin và giảm không phanh từ tháng 12 năm 2017 tới ngày hôm nay có mức thấp nhất của Bitcoin là 3.230 đô la Mỹ 3.2346 đô la Mỹ trên một BTC và đang có dấu hiệu của chuyện gọi là trứng cái đà giảm và phục hồi hy vọng rằng hai kênh mà chúng tôi dự báo trong năm 2019-2020 sẽ đem lại những cái thắng lợi cho anh chị em và các bạn nào đang kinh doanh trong hai cái lĩnh vực này và thưa với anh chị em và các bạn đây là trong những cái kênh mà giảm sâu nhất trong thời gian vừa qua, giảm với mức giảm kinh khủng luôn từ 20.000, 20.000 đô mà giảm còn 3.000 đô, mức giảm 17.000 đô cho một uh, bitcoin và bitcoin thì chúng tôi chỉ đưa ra để cho anh chị và các bạn tham khảo bởi vì về pháp luật Việt Nam thì hiện tại vẫn đang cấm kinh doanh trong cái lĩnh vực tiền ảo này à, gọi là tiền số, thì ở trong cái lĩnh vực tiền số này còn vàng thì chúng ta được phép kinh doanh vàng miếng tức là chúng ta có thể mua vàng miếng còn vàng tài khoản thì chúng ta cũng bị cấm. Do đó thì cái câu chuyện với mức tăng nhẹ nhẹ của vàng kể từ đầu năm 11% thì cũng không hấp dẫn lắm đối với anh chị em và các bạn nào kinh doanh vàng miếng nhưng cực kỳ hấp dẫn đối với lại việc kinh doanh trên vàng tài khoản và vàng trên cái trading và một số anh chị em và các bạn thì vẫn có tài khoản trading ở nước ngoài thì vẫn có thể có thể tham gia lĩnh vực này. Còn về chứng khoán thì với cái mức tăng trung bình khoảng 18 tới 20% trong một đợt hồi phục thì thị trường chứng khoán Mỹ nhiều khả năng sẽ Chứng hẳn cái đà tăng trong thời gian sắp tới à, Nếu muốn tăng nữa thì cần phải có một cái sự điều chỉnh nhẹ nhàng nào đó Thì với cái mức DG lên tới 26.000 điểm kể từ mốc 21.877 à, Lấy tròn là 22.000 điểm lên 26.000 điểm Mức tăng gần 20% thì có thể sẽ chứng đà tăng trong những phiên sắp tới sau một cái đợt hồi phục rất là đẹp như vậy như vậy thì sau cái kết thúc video này chúng tôi xin nhắc lại là hai kênh có thể được nhắc tới nhiều nhất trong năm 2019 2020 mà theo cái dự báo cá nhân của chúng tôi thì sẽ là kênh vàng và kênh Bitcoin đó là hai trong số những cái kênh mà anh chị và các bạn cần phải lưu tâm thì kể từ khi mà chúng tôi khuyến nghị quý anh chị em và các bạn À, tham gia cái việc mua vàng à, đầu tư dài hạn hoặc là được gọi là uh, tạm thời né tránh những cái kênh đầu tư rủi ro khác thì cái hiệu quả của đầu tư vàng cũng thực sự chưa cao ở mức 11% phần à, từ mốc 1.215 đô la Mỹ trên một ounce mà hiện tại thì cán mốc 1.347 tuy vậy thì nhìn trên biểu đồ thì chúng ta đang thấy được những cái dấu hiệu khá là tích cực nếu như vàng mà phá cái đỉnh 1.500 trong thời gian sắp tới thì chưa biết giá vàng sẽ đi về đâu. Do đó thì chúng ta cần phải quan sát thêm cái lĩnh vực đầu tư này. Và hy vọng rằng 15 phút chia sẻ tổng quan các kênh đầu tư trên toàn thế giới cộng với việc là giá của chứng khoán cũng như bất động sản của Việt Nam trong giai đoạn vừa qua đã có đợt tăng nóng rất là mạnh và cũng có một đợt suy giảm khá là mạnh trong cái giai đoạn đầu năm 2018 trong suốt những cái quý 2 và quý 3 bước sang quý hai quý ba thì sẽ có những đợt hồi phục tốt thì hy vọng rằng anh chị em và các bạn sẽ kinh doanh có lời và kinh doanh hiệu quả trong năm 2019 thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn